Bacchapanna aramana thamma. Khai phá cái cảnh hiện tại. Cảnh hiện tại là cảnh đang có mặt, đang hiện khởi, đang diễn tiến, đang tồn tại. Cái cảnh nào nó đang có mặt, đang diễn tiến, đang tồn tại thì cái gọi cảnh, nó gọi là cảnh hiện tại. Thì cảnh hiện tại đây chúng ta sẽ có hiện tại nhất định, này nhất định, và hiện tại bất định. Có khi nó là hiện tại, có khi nó là không phải hiện tại. Thì những cái pháp mà cái cảnh hiện tại nhất định, biết cảnh hiện tại nhất định, chúng ta có là năm đôi thức. Năm đôi thức này nó biết theo tương ứng của nó. Hai tâm nhãn thức nó biết cảnh sắc và cảnh hiện hiện tại. Cảnh sắc này có thể là quá khứ không? Cảnh sắc này có thể quá khứ không? Không nên nhầm lẫn. Quý vị có nhớ lại lúc mà mình 18 tuổi không? Lúc 18 tuổi thì cái đó nó phải là cảnh sắc không? Nó là sắc nhưng mà nó là sắc tưởng. Nó không phải là cái sắc thật sự. Cái cô gái 18 tuổi hiện nay nó có mặt ở đây không? Không. Mình chỉ nhớ lại thôi, mình nhớ lại bằng cái tưởng của mình nhớ lại thôi. Thì cái sắc nó là sắc tưởng. Bây giờ quý vị nhớ cái đứa bé lúc 3 tuổi không? Nè, cái đứa bé 3 tuổi là phải là các chị hiện tại không? Có gì khác. Nhưng mà đứa bé 3 tuổi đó nó có phải là hình ảnh trước đây của quý vị không? Nhưng mà quý vị nhớ lại nhưng mà nó không phải tồn tại đây. Nó nhớ lại nó do cái tưởng. Mà cái tưởng này thì sắc này gọi là sắc tưởng. Mà sắc tưởng nó là danh, nó không phải là sắc pháp. Có hiểu chỗ này không? Ở ngoài trước kia nó có cái quán bán bún riêu ngon lắm. Ai mà đi ghé tôi quán bán bún riêu á. Rất là nhớ lại cái món bún riêu đó. Cái món bún riêu nó có mặt ở đây không? Nó phải là có thiệt không? Mà cái nhớ nó phải là cái sắc tưởng không? Quý vị hiểu cái này không? Mà sắc tưởng nó là danh hay là sắc? Danh chứ không phải là sắc. Hiểu không? Còn cái quý vị vô cái quán nó kêu tô bún riêu, nó mang tô bún riêu, cái nó có mặt không? Nó là thiệt hiện tại hay là trong quá khứ nữa? Cái sắc đó là sắc hiện tại hay là sắc quá khứ? Có hiểu chỗ này không? Bây giờ quý vị làm phước xong, cái nghĩ rồi cái phước mà mình làm, rồi kiếp sau mình sẽ là cô tiên nữ đẹp, đi đâu cũng có mười, có cái tấm so rê dài 80 do tuần kéo lê thê. Cái đó có thiệt không? Do tưởng tượng ra đúng không? Nó sắc tưởng, không có đúng. Quý vị hiểu cái này không? Quý vị nghe kinh điển xong cái mơ rồi. Mình làm phước này sau này mình sẽ đi vô tiên nữ hào quang túa ra giống như chói vậy đó.
Có thiệt không? Có chưa? Chứ cái tưởng tượng, cái sắc vị lai tưởng, hiểu chỗ này không? Mà nó là danh pháp chứ không phải là sắc pháp. Hiểu chỗ này chưa? À, như là cái pháp hiện tại là nó có đang có mặt ở đây. Và cái cột này có không? Quý vị thấy không? À, thì cái cột này nó là sắc pháp hay danh pháp? Thấy không? Nó là cảnh hiện tại, nó là pháp hiện tại đang có mặt ở đây. Rồi ở ngoài cũng chùa, ở ngoài cũng chùa nó có hoa văn, nhớ không? Hoa văn nó có mặt đây không? Vậy thì mình nhớ cái hoa văn ở trước cổng chùa đó là nó phải là sắc tưởng không? Mà sắc tưởng nó là danh pháp, nó không phải là sắc pháp. Mặc dù nó hao hao vậy nhưng phải phân biệt rõ. Cái hiện tại là cái nó hiện có mặt đây. Thì cái năm đôi thức này, nhãn thức biết cảnh sắc, tương tự nhĩ thức biết cảnh thinh, tỷ thức biết cảnh mùi, thiệt thức biết cảnh vị, rồi thân thức biết cảnh xúc. Năm cảnh này nó đang có mặt, được gọi là cảnh hiện tại, và từng đôi thức biết nó theo tương ứng, cho nên nó biết cảnh hiện tại. Và khi mà trong lộ tâm của nó sẽ là gì? Rúng động, dứt vọng, khai ngũ ngôn, đúng không? Có gì? Mấy vừa qua? Cảnh ngũ ngôn nếu rất lớn thì có một vừa qua. Nếu cảnh ngũ môn cảnh lớn thì có hai hoặc là ba của phần vừa qua. Như vậy thì chúng ta dùng cảnh rất lớn đi, tức là một. Còn cảnh lớn thì là hai hoặc ba của phần vừa qua. Còn từ bốn trở lên là cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ, cảnh mơ hồ, cảnh mà thoáng qua rồi mất chẳng hạn. Nhà vừa qua đúng là cũng khăn ngũ môn. Rồi tiếp theo là gì? Tiếp thu. Như một cái cảnh sắc đi, chúng ta lấy cảnh sắc. Cảnh sắc. Thì tiếp khai ngũ môn xong, tiếp theo là nhãn thức, tiếp thâu, quan sát, phán đoán, bảy động lực. Rồi nếu cảnh rất lớn thì chúng ta sẽ có là hai na cảnh. Rồi trở lại hữu phần. Đây là lộ tâm cảnh ngũ rất lớn. Còn cảnh lớn chỉ có hai hoặc ba hữu phần vừa qua mà thôi. Về coi lại bản quy trình tâm pháp. Và hai cái bảy cái động lực này, nó là 29 động lực. Là 12 tâm bất thiện, 8 đại thiện, 8 đại tố và tâm sinh tiểu. 12 bất thiện cộng 8 đại thiện là 20, cộng cho 8 đại tố là 28, cộng vô tâm sinh tiếu là 29. 29 động lực này bao nhiêu tâm sở hợp? Nó có hoài nghi không? Nó có tâm sân không? Nó có tâm tham không? Nó vậy là nó có 14 bất thiện không? Có 13 tại tha không? Có 25 tâm sở hợp không? Vậy tổng cộng nó là 25 tâm sở hợp. 52 tâm sở hợp. Hai na cảnh. Tâm nào làm na cảnh? Ba tâm quan sát, 8 tâm đại thiện. Bao nhiêu tâm sở hợp? 38, nó không có bất thiện, trừ 14 bất thiện ra đúng không? Nó tổng cộng nó còn lại là 38 đúng không? 38 trừ giới phần không? Có trừ giới phần không? Tâm quả thì tâm quả thì nó đâu có giới phần trong đó đâu. Nó có vô lượng phần không? Tâm quả dục giới không có vô lượng phần, nhưng tâm quả sắc giới có vô lượng phần.
khi nào? Khi vị đó tu thiền với đề mục từ bi. Cho nên khi vị đó tu thiền với đề mục từ bi, chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, sau khi mệnh chung, tâm quả này làm việc tục sinh. Tâm việc tục sinh do ảnh hưởng trước đó có tu tập về đề mục thiền từ bi, cho nên tâm sở đó có, tâm đó có tâm sở từ bi, phải rồi, do mãnh lực tu thiền ở phía trước. Còn ngoài ra những tâm sở khác, những cái tâm tâm quả khác không bao giờ có ba giới Phật, không bao giờ có vô lượng Phật. Như vậy thì 11 tâm na cảnh này nó là ba tâm quan sát cộng do tám đại quả cộng cho 38 tâm sở trừ cho 5, đúng không? Nó còn lại là 33 tâm sở hợp. Đây là biết cảnh hiện tại. Thì trong đó biết cảnh hiện tại nhất định là năm đôi thức. Ngoài năm đôi thức ra, nó còn có cái là ý giới. Ý giới đây nó bằng là hai tiếp thâu cộng cho khai ngũ môn. Đây nó nằm đây, hai đây nằm đây. Này nó là ý giới. Ý giới này nó chỉ biết năm cảnh, nó chỉ khác cái ngũ song thức. Mỗi đôi thức biết một cảnh, nhưng mà ý giới này thì nó biết đủ năm cảnh, nhưng năm cảnh nó cũng vẫn là cảnh hiện tại, nó không là quá khứ, không là bị đây được hết. Như vậy biết nhất định nó còn có năm đôi thức và ý giới, nó như vậy. Còn những tâm còn lại cũng biết cảnh hiện tại, mà đôi khi biết luôn cảnh quá khứ, có đôi khi cũng biết luôn cảnh vị lai, cho nên nó thuộc về biết bất định. Lúc biết cảnh này, lúc biết cảnh kia, lúc biết cái nọ, nó gọi là biết bất định. Như vậy chúng ta sẽ có cái chi pháp này. Về tâm biết nhất định là năm đôi thức, khi quý vị thấy có năm đôi thức thì thấy là trong cái pháp giới, cái giới đó, nó có năm giới thức rồi, đúng không? Phải không? Nó có luôn cả hai tiếp thâu và khai ngũ môn. Là hai tiếp thâu và khai ngũ môn, chúng ta biết nó là ý giới nè, đúng không? Nhìn do chúng ta thấy được năm giới thức nằm trên này, đúng không? Nhưng mà nó có sắc pháp không? Không có sắc pháp. Cho nên 10 cái giới sắc không có, đúng không? Này, mà nó có cái năm cái giới này rồi. Có ý giới có không? Ý thức giới có không? Cho nên chúng ta sẽ thấy nó rõ như vậy. Pháp giới cũng có. Rồi tâm biết chân định là năm đôi thức, hai tiếp thâu, hai cái này, ba cái này có bao nhiêu tâm sở hợp? Bao nhiêu tâm sở hợp? Tổng cộng nó có 13 tâm sở tài tha hợp, đúng không? Nhưng mà nó sẽ có là trừ cho cần, hỷ, dục. Cái cao nhất của nó là cái tâm này tâm sinh tiếu. Cao nhất của nó là có 12 cái tâm sở hợp thôi. Như vậy vậy coi lại tâm với tâm sở hợp là 12 rồi. Nó trừ cái tâm sở dục, bởi vì nó dục là mong muốn. Đây nè, tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Hỷ nó có, đúng không? Bởi vì nó là thọ hỷ, nó có, đúng không? Dục là mong muốn. Thì cái cười, nụ cười máy móc, không có sự mong muốn nào trong đó hết. Còn cái tâm quan sát, cái tâm khai ngũ môn này, nó không có, nó là cao nhất trong mấy cái tâm kia thôi.
mà nó cũng chỉ có 10 tâm sở thôi, nó tự cần hỷ dục, bởi vì nó tới sát mình rồi, nó không có cần phải cố gắng nhiều lắm. Cho nên trong 13 tự xa thì nó trừ đi cần hỷ dục, tâm khai ngũ môn, khai ý môn, nó biết nhiều cảnh cho nó cần cái sự cố gắng, cần cố gắng thì nó có cái tâm sở cần, nhưng mà hỷ không có, bởi nó thọ xả và mong muốn cũng không có luôn, cho nên nó mất hai cái đó. Nên nhớ dùng cái công thức là 10, 11, 12, 10, 11, 12 tâm sở hợp, 10, 11, 12, nhớ ghê nguyên tắc là nhớ vậy. Và khi mà đụng tới nó là không bao giờ quên nữa. Nói tâm khai ngũ môn là biết ngay nó là 10 tâm sở hợp, khai ý môn biết 11 tâm sở hợp, còn tâm sinh tiếu là biết ngay 12 tâm sở hợp, 10, 11, 12, nó liên tục nó là như vậy. Đó là cách nhớ thôi. Rồi, như vậy nó có là 10 tâm sở hợp. Trừ cần hỷ dục, rồi bất định. Bất định là 29 động lực hợp, động lực. Rồi 11 na cảnh, 2 tâm thông. Cộng ra 47 tâm sở hợp, trừ giới phần và vô lượng phần. Trừ giới phần và vô lượng phần. Là vậy, chúng ta nhìn vô đây nhìn thấy có chư pháp nó là như vậy rồi. Mà cái này tâm có, tâm sở có, thế vậy uẩn có mấy uẩn? Đây nó có sắc pháp không? Đây có sắc pháp không? Không có sắc pháp thì không có sắc uẩn đúng không? Có tâm, vậy có tứ danh uẩn đúng không? Tâm là thức uẩn, tâm sở thọ là thọ uẩn, tâm sở tưởng là tưởng uẩn, những tâm sở còn lại trừ thọ tưởng là hành uẩn. Như vậy uẩn có 4 uẩn. Sứ có mấy sứ? Sứ có mấy sứ? Vẫn có cứ 2 sứ là ý sứ là tất cả tâm đúng không? Pháp sứ là tâm sở đúng không? Giới có mấy giới? Ở đây 5 giới thức có nữa đúng không? 2 tiếp thâu và khai ngũ môn có. Như vậy nó có là ý giới nữa không? Là 6 rồi đúng không? Ý thức giới có không? Là cái tâm có không? Pháp giới có không? Như vậy nó có 8 giới, kiểu như nó không có sắc pháp cho nó trừ 10 cái sắc pháp kia ra. À. Như vậy chúng ta sẽ có là 8 giới. 8 giới. 5 đôi thức là 5 thức giới. 2 tiếp thâu quan sát, rồi 2 tiếp sau thâu khai ngũ môn là ý giới. Những tâm còn lại 29 động lực, 11 na cảnh, 2 tâm thông là ý thức giới. 47 tâm sở hợp là pháp giới. Cái gì? Sao? Ba hữu phần à? Ba hữu phần nằm đâu? Trong hai, trong cái 29 động lực, 11 na cảnh, 2 tâm thông, giới phần nằm đâu? Trong khi giới phần là bắt cảnh thứ nhất, nếu như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nó ngăn chặn nó mới có chánh ngữ, ở quên có chánh mạng. Tức là cái giữ giới mới có chánh mạng.
Không phải là với giữ giới mới có chánh chánh nghiệp. Rồi có ngăn trừ đi cái tà ngữ mới có chánh ngữ. Ngăn trừ cái sự nuôi mạng mới có cái chánh mạng. Trong khi cảnh hiện tại nó đâu có dính láng như vậy đó. Có cảnh sắc trong đó, khi mình thấy cảnh sắc thì nó có ngăn trừ cái sắc sanh trong đó không? Giờ con nhìn thấy một cái cảnh sắc, tự nhiên con nói đừng có sắc sanh, đúng không? Nó nhìn thấy cây cột đừng có sắc sanh, phải không? Bây giờ khi mình nhìn thấy một cảnh sắc, cảnh sắc nó phải là cảnh hiện tại không? Như vậy lúc đó mình có khởi lên là không sát sanh không? Hay nhìn thấy chúng sanh mới không sát sanh? Mà nhìn thấy chúng sanh là cảnh chế định hay là cảnh sắc pháp? Hiểu không? Như vậy thì cái đó là đánh nhầm đó, đánh nhầm, người đánh máy đánh nhầm. Mày sư không coi lại mới nhận đây nè. Nên sửa lại cái đó, hiểu không? Khi nãy ta nói là 47 tâm sở hợp là trừ 3 giới phần và 2 vô lượng phần rồi. Tổng số là 52 tâm sở đúng không? Thì cái số này là 47. 47 nó đã trừ 3 giới phần và 2 vô lượng phần ra rồi. Cho nên đã sửa lại ngay từ đầu rồi. Sửa lại cái đó đi. 47 tâm sở hợp nó là pháp giới. Bây giờ đế, có mấy đế? Khi có tâm lên, có cái tâm lên là chúng ta phải biết ngay nó là có chắc chắn cái là nó khổ đế rồi. Đúng không? Có tâm sở hợp là phải có khổ đế rồi đúng không? Trong cái tâm nó có tâm tham không thôi? Trong tâm này có tâm tham không? Có không? Có tâm tham thì nó có tập đế. Phải tâm tham phải có tâm sở tham. Tâm sở tham nó chính là tập đế. Có tâm đạo không? Có không? Không, không có tâm đạo thì không có đạo đế đúng không? Không có niết bàn thì không có diệt đế đúng không? Như vậy đế chỉ có hai đế thôi là khổ đế và tập đế. Đế có hai đế. Hai đế là khổ đế, là tất cả tâm cộng cho 46 tâm sở hợp trừ tâm sở tham, rồi tập đế, đế là tâm sở tham, xong. Tập đế trừ là tâm sở tham thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.